Thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023, vào sáng nay tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Cục Hậu cần, Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Các cán bộ chiến sĩ đang đóng quân trên địa bàn đồng loạt ra quân hưởng ứng tham gia Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã trồng được hơn 500 cây xanh các loại nhằm khơi dậy tinh thần lao động, tích cực ý thức trách nhiệm trong việc trồng bảo vệ cây xanh, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh sạch đẹp, phủ xanh đất trống đồi chọc, chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, góp phần nhỏ bé vào phong trào trồng cây, trồng rừng của toàn quân, sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp, hoàn thành tốt kế hoạch trồng gần 3,2 triệu cây phân tán và hơn 2.000 hectare rừng trong năm 2023, từng bước thực hiện thành công chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.